Xin chào cả nhà. Công ty TNT Solar xin chào các bạn ha. Thì hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một cái dòng inverter mới các bạn của công ty mình đang kinh doanh. Thì đây là dòng inverter dòng off-grid có thương hiệu là Saico. Có cái mã hiệu là Sunonro. Đây là cái dòng 5 kW. 5,5 kW rồi, 5,5 kW đây. Cái thông số của nó đây. Tên là inverter charger, model là Sunonro 5,5 kW, công suất thực của nó là 5 kW, 5500 W, hệ số công suất là bằng 1. Đấy, cái màu chủ đạo nó màu trắng màu đen. Rồi cái DC input nó là DC pin nó là 48V, 127A, nghĩa là nó sạc được 127A các bạn. Và cái AC input nó là 23,9A. Thì tính ra là nó được 5500W các bạn. Còn cái solar định mức đó, solar nó là 6000W. À, cái pin mặt trời vào được 6000W các bạn. Và cái điện áp hoạt động của nó là từ 120V đến 450V. Đây. Đây, mặt trước nó cũng có cái màn hình. Có cái thông tin hiển thị nổi lên rất là đẹp ha. Và cái bàn phím này là phím cảm ứng nha các bạn. Đây. Mình chỉ cần chạm nhẹ vào nó đang là chứ không cần thiết là phải bấm nha. Đây, cảm ứng. Và đặc biệt cái dòng inverter này á là có thể hoạt động chỉ cần pin mặt trời thôi các bạn, không cần cái pin lưu trữ. Không cần lưới luôn. Đây hiện nay nó đang vẫn chạy nè các bạn. Đang chạy cái tải nè. Nó đang báo tải đó, mấy ampe đó, mấy watt ha. Do mình đang test thì mình xài có cái tải là cái quạt thôi nên test thử các bạn xem thôi. Thì đặc biệt là nó không có cần pin lưu trữ, thì mình vẫn đang gắn pin nhưng mà do mình cắt ra để cho bạn thấy là mình không cần pin lưu trữ nha, và không cần cái điện lưới luôn. Và nó có chức năng là bù lưới nha các bạn. Bù lưới là sao, nghĩa là khi mình có lưới và có pin mặt trời thì giấc chiều nè, khi mà pin lưu trữ hết, pin mặt trời không đủ thì nó sẽ lấy một phần vừa pin mặt trời vừa lưới cấp cho tải, chứ nó không có bài bán, nó chạy song song luôn, hai nguồn luôn. Thì khi đó là cái lượng mặt trời mình sẽ được sử dụng tối đa nhất, chứ không có những cái dòng công nghệ cũ á, là nó hoặc là pin mặt trời đủ thì nó chạy mặt trời, khi pin mặt trời không đủ thì nó bypass qua cái lưới hoặc là lấy từ pin. Thì ở đây nó xài là cái chức năng là song song là bù lưới, lúc đó thì lưới một phần, mặt trời một phần, rất là tối ưu cho chúng ta. Thì hiện nay là do là cái tình hình pin lưu trữ hiện nay, các những cái dòng pin chuyên dùng nè, như hiện nay pin này EVE là 148V 100Ah nè, là những cái dòng pin cao cấp như có cái loại cổng BMS nè, thì rất là hiếm hàng và đang giá rất cao. Chứ bên mình cũng chưa có nhập hàng về để cung cấp đủ cho các bạn nữa. Cho nên tạm thời nếu mà các bạn đang có nhu cầu muốn lắp điện mặt trời, muốn giảm giá thành, muốn đầu tư trước thì chúng ta sử dụng cái thiết bị này. Chúng ta tạm thời chúng ta có pin mặt trời thôi, pin lưu trữ thì mình mua sau, đầu tư sau thì chờ khi có pin nó giảm giá xuống. Hiện nay giá đang rất cao thì chúng ta chờ thời gian thị trường nó ổn định lại, có hàng thì chúng ta lắp sau, nếu không sao hết vẫn chạy bình thường ha. Đấy, đó là cái ưu điểm của cái dòng này. Thì cái ngoại hình nó thì nó tương tự như những cái dòng khác, như các cái dòng thương hiệu phổ thông trên thị trường thôi. Đầu vào của đây cũng là AC input, AC output. Rồi ở giữa là pin lưu trữ. Và bên pin mặt trời và hai cái quạt. Thì quạt cũng đang rất là im nha bạn, nó đang chạy rất là im. Đây mình sẽ bật cái pin. Ngoài ra nó còn có cái wifi. Đây, wifi nó kết nối với cái cục này. Thì xài con wifi này thì xài một cái app trên điện thoại, mình theo dõi thông số tin cái app luôn, không cần gắn thêm những cái thiết bị khác rườm rà. Đây mình mở cho bạn xem. Đây cái app theo thông số ha. Cái app nó có tên là Smart ESS. Đây. Đây thì khi mình kết nối rồi thì khi các bạn mua thiết bị thì mình sẽ hướng dẫn cái cài đặt ha. Mình đã cài đặt rồi nè, đây nó kết nối với nó.
Đấy, thì nó đang chạy từ cái pin mặt trời xuống nè, ra tải nè. Đây bây giờ nó còn có mấy watt rồi ha. Không có cái pin luôn. Đó, mình sẽ bật cái pin cho bạn coi. Mình bật pin lên. Pin lên. Pin lên đây nè. Đây mặt bên này nó đang nhận cục pin nè, nó sẽ sạc nè, thấy không? Đó, thì khi có cái pin thì nó sẽ sạc, và khi mà không có mặt trời nó sẽ phát từ cái mặt trời sang cái phát từ pin sang cái lơ tải cho mình ha. Đó thì mình xem trên cái app này, trên app này thì nó chưa có nhận được cái pin, lý do nó phải chậm hơn chừng 5 phút. Đấy, thì mình giới thiệu với các bạn cái loại inverter mới này. Các bạn có nhu cầu thì liên hệ công ty mình để mình tư vấn và mình hỗ trợ các bạn để dịch vụ lắp đặt nha. Và các bạn tự lắp thì mình sẽ hướng dẫn các bạn ha. Đây. Thì ưu điểm của cái dòng này thì là 5,5 kg thì nó sẽ không cần pin ha. Rồi, xin chào các bạn ha. Cảm ơn các bạn.